的情形参北斗啊。Ơi, Phèo ơi! À, cô Sứt, chị ơi! À, bao nhiêu gặp? Khỏe không? À, khỏe! Tốt không? Không, được. Rượu? Rượu á? Rượu cũng được, nhưng mà không có cái chó nhắm mà. Ừ nhờ, rượu mà không có cái gì nhắm thì sốt ruột, lá mà có chó ấy. Chó nhà đấy. Chó nhà thằng Lão Hạc bên nhạy nghe. À, chó nhà Lão Hạc à? Ừ. Ừ, con chó nhà Lão Hạc rất to đúng không? Béo lắm. Ui. Con đấy mà anh em mình làm tí thì bết chết lên luôn. Anh em làm tí nhỉ? Ừ. Ủa, chó to lắm không ạ? Ừ. Lu. Không phải không ạ? Bức. Ông biết gì rồi? Con này là phải gọi đúng tên. Ừ, ông gọi đi. Con này chó Đức. Dơn cao. Biết không? Không. Ông ơi, không gọi đúng tên nó cắn trong bộ mẹ. Tiêu phòng dại không ạ? Thế bây giờ tôi đố ông nó tên là gì? Who let the dogs out? Everybody having a ball. Ha, ha.